Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì sau một lần em được lên trên vườn nhà vườn trải nghiệm thì em đã vinh về cho shop một số cây rất là đẹp và mới lạ. Thì ngay đây em xin giới thiệu đến mọi người, đó chính là một chậu cây sống đời loại mít hoa nha mọi người. Đẹp không mọi người? Nó thì nở hoa thì nó có màu vàng này, màu hồng nhạt và màu hồng đậm kết hợp với nhau, rất là đẹp. Cây sống đời ấy, thì nó là một loài cây thân thảo và phân nhánh cây trưởng thành và có thể đạt đến độ cao khoảng là 1 mét. Thân cây thì nhãn này có màu tím hoặc là màu xanh. Đây là thân cây loại là loại màu xanh nha. Thì nó nở hoa vào mùa xuân và hầu hết thì thường xuất hiện trên các bàn thờ ngày Tết. Và cây này thì đang vào mùa nên là nó đang ra hoa rất là đẹp. Sống đời thì nó mọc thành từng cụm đỏ này, vàng này, hồng này, cam, trắng, đủ màu luôn. Sống đời thì phát triển mạnh ở những nơi có ánh sáng nên là mọi người có cấy thì nên để ở những nơi có ánh sáng tốt nha. Ở Việt Nam thì sống đời nó còn có tên gọi khác như là cây ná bọng, bởi vì ná nó dày, mọi người cũng có nghe nói đúng không? Nó tên là cây ná bọng này, cây trường sinh, cây diệt sinh căn và cây đả bất tử. Về các loại thì sống đời thì có muôn hình muôn dạng, có rất là nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau. Sau đây em sẽ giới thiệu cho mọi người một số cây đó là phổ biến nhất ấy. Thì sống đời còn có tên gọi khác là cây bỏng da, thì cây nó có lá màu xanh, nó là một loại lá mọng nước này. Thì hoa thì nó lồng, có hình lồng đèn và phổ biến ở hai màu đỏ và hồng. Và thường ở Việt Nam nó phổ biến là về màu đỏ và màu vàng nữa. Còn việc sống đời Đà Lạt thì nó có xuất xứ Đà Lạt. Cái loại này thì chắc chắn là xuất xứ từ Đà Lạt. Hoa nhỏ trạng diện có màu đỏ thẫm, hồng, vàng, cam, rất là nhiều màu sắc luôn. Cây thì nở vào những cái Tết đến như là người dân thường dùng và đặt những cây trang trí. Còn về sống đời lá dài ấy, thì nó có các kiểu lá dài này, nhiều lá cưa và hoa hồng chỉ nở vào tháng riêng. Sống đời ngũ sắc thì nó có nhiều dạng khác biệt nhất. Cây thì nó sẽ có năm màu khác nhau, bông thì chỉ nở đúng dịp Tết cổ truyền nên rất được ưa chuộng. Còn sống đời này thì hiện tại trên tay em đang cầm nó chỉ có khoảng 3 màu, đó là màu hồng nhạt này, màu vàng và màu hồng thẫm. Còn về ý nghĩa của cây này thì nó có ý nghĩa rất là đặc biệt. Nó tuy có vẻ ngoài nhỏ nhắn như thế này thôi, nhưng mà nó lại trong đời sống ấy, nó lại là một cái sức mạnh bền bỉ, đúng như cái tên gọi của nó là sống đời. Đặc biệt ý, khi sống đời rụng xuống đất thì nó sẽ mọc lên rễ và trở thành cây con non này. Điều này thì được chứng minh là sự trường thọ hàng theo thời gian. Còn vì thế mà những cái dịp Tết ý, người ta thường vinh cây này về để mong cầu cho gia đình được sức khỏe và hạnh phúc. Bên cạnh những cái ý nghĩa cho sự sinh sôi nảy nở như thế và tình đoàn kết của các thành viên thì cây sống đời trồng trong nhà thì nó còn tượng trưng cho cái sức khỏe và hạnh phúc. Đối với bạn bè thì nó có ý nghĩa là tượng trưng cho tình thân. Nếu mà bạn đã sống đời trên bàn học này, bàn làm việc thì nó có ý nghĩa đó là tượng trưng cho ý chí vươn lên, cố gắng chiến đấu này, không từ bỏ này. Đặc biệt với những các sĩ tử thì ngoài những lời cổ vũ ra thì việc đặt được một cây này sẽ mong muốn là công thành danh toại. Về công dụng của cây này thì ngoài ý nghĩa phong thủy ra mà em vừa nói trên ra ấy, thì cây này nó còn mang công dụng thiết thực tốt đẹp về sức khỏe. Nó trong dân gian ấy, sống đời được xem là một bài ấy, thuốc chữa bỏng này, cầm máu, đắp vết thương và mắt đỏ, sưng đau. Không những thế mà người ta còn dùng sống đời để đắp vào các mụn nhỏ để chữa viêm ruột này, đi tiểu ra máu. Tuy nhiên những bài thuốc này đã được lưu truyền trong dân gian và nếu muốn sử dụng thì cần phải tìm hiểu rất là kỹ. Sống đời còn được biết đến với một loại thuốc kháng sinh và có tác dụng rất là tốt cho đường ruột. Ngoài ra thì cây sống đời còn hỗ trợ chữa các bệnh ngoại khoa, nhiễm trùng và không gây ra tác dụng phụ.
ở cây sống đời thì trong phong thủy phương Đông ấy, thì nó sẽ hợp với tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ và Mùi. Bởi thế nên là vì hợp với một số nhiều tuổi như thế này nên là nó sẽ giúp cho những người này có thêm nhiều may mắn, tiền tài, thành công trong công việc và cuộc sống, đem lại hạnh phúc gia đình. Và xét về mệnh thì tùy loài màu, tùy màu hoa mà mọi người nên chọn cho mình một loài cây sống đời có màu hoa phù hợp với mệnh của mình. Ví dụ như là sống đời nó là thuộc loại cây mệnh thổ nên sẽ hợp với những người có mệnh này. Thổ trương sinh với hỏa nên là mệnh thổ thì hỏa cũng là phù hợp với cây sống đời nha. Bên cạnh màu hoa thì việc chọn chậu cũng là một điều rất là quan trọng, góp phần tạo nên được yếu tố hợp mệnh. Thì người thủy nếu mà chọn sống đời thì nên chọn chậu có màu đen, người kim thì trồng chậu có màu trắng này, mệnh mộc thì trồng chậu có màu nâu, tương thích với tất cả mệnh của mình. Mọi người nên chọn một cái loại chậu phù hợp. Còn về cách trồng của cái loại cây này thì nó có hai cách trồng, một là trồng bằng lá, hai là trồng bằng hạt. Trước hết là trồng bằng lá, mọi người chỉ cần để lá xuống đất khoảng từ 2 đến 3 lá già từ cái cây mẹ khỏe nha, vào cái đất ẩm và bón phân tưới nước đầy đủ thì khoảng tầm sau vài ngày thì nó sẽ có cây con mọc lên ở các viền mép răng cưa của lá. Đây, các viền mép răng cưa này là và đến khi mọc được hai lá con thì bạn có thể tách ra và trồng tiêu vào những cái chậu có riêng biệt để cây và tưới tiêu để cây có thể phát triển. Còn trồng bằng hạt thì chuẩn bị các loại đất trồng có đầy đủ dinh dưỡng này và có độ phì cao để dễ thoát nước, để gieo bằng hạt xuống đất để có nước đầy đủ cho đến khi mọc lên hai lá. Còn về cách chăm sóc ấy, thì bạn chăm sóc này là cực đơn giản, đó là một vài chân mọng nước như là tưới nước khoảng cho cây là 2 lần một ngày, vào sáng sớm vào lúc chiều mát, để cây có thể hấp thụ nước và chất dinh dưỡng thì bạn nên để cây ở ngoài ánh sáng hoặc là ban công. Mà cũng không nên tưới nhiều nước ra, tưới nhiều thì sẽ làm cho cây bị dễ ngập úng và chết dễ rễ. Sau những ngày mà mình mới trồng thì khoảng 5 ngày thì mọi người mới bón phân cho cây để cây có thể phát triển một cách tốt nhất. Rất đẹp ạ. Trên đây là tất cả những cái thông tin mà em giới thiệu đến mọi người về cái cây sống đời này. Nếu mà mọi người thích thì hãy liên hệ cái qua shop em có để lại địa chỉ bên trái màn hình, mọi người có thể nhìn qua đó để liên hệ với shop em để biết thêm chi tiết và có thể gọi điện trực tiếp để bên em tư vấn cho mọi người nhiều hơn về cách chăm sóc của cái cây này nha. Đây là người.